Mới đây thì cư dân mạng đang sôi sùng sục trước thông tin là hot streamer Piu Piu bất ngờ để relationship với một cô gái lạ trên Facebook. Thông tin trên thì đang nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Hãy cùng SNews tìm hiểu nhé. Mới đây thì hot streamer Piu Piu đã công khai chuyển tình trạng trên trang Facebook cá nhân sang chế độ hẹn hò với một cô nàng có tên là Hồng Nhật, khiến dân tình nháo nhào lục tìm info xem nhan sắc. Dù vậy, trên trang cá nhân của cô nàng Hồng Nhật lại khá kín tiếng, mọi thông tin đều không được bộc lộ nhiều. Đáng chú ý là dòng profile đến từ Hà Nội của Hồng Nhật. Ai cũng biết là Piu Piu vốn thích gái Hà Nội và luôn cần một lý do. Ừ thì lý do của anh chàng đã xuất hiện rồi đây. Piu Piu từng có mối tình kéo dài 12 năm liền với bạn gái có tên Lily, nhưng họ đã bất ngờ chia tay mà không rõ lý do. Hot streamer cũng từng được fan đẩy thuyền nhiệt tình cùng nhiều gái xinh như là Mitty hay là Trâm Anh, và rồi không thành công. Chính vì thế mà ngay sau khi thông tin anh có bạn gái, rất nhiều người đã để lại bình luận chúc mừng cho anh chàng. Tài khoản nấm mèo viết: Piu Piu nhanh ghê, giảm stream một cái là có ngay bạn gái, cầu được ước thấy còn gì nữa anh ơi. Hay là bạn Tuấn Hải Nguyễn chia sẻ: chúc mừng chú Piu nhé, bạn gái xinh quá trời ơi, đã lỡ công khai thì lộ cho fan cái tin lấy vợ luôn đi anh. Bạn Phan Thanh thì viết: tao nghe mà tao tức, không hiểu sao tao tức luôn á, rõ ràng tao mới chia tay mà idol nhà tao có bồ luôn rồi. Hiện tại thì thông tin trên đang trở thành một chủ đề nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Hãy cùng chúc cho anh chàng này thật hạnh phúc nhé. Chúng mình là SNews và các bạn đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày.